chân bóng H4 anh em nhìn thấy rõ chưa? Đây chân bóng H4 của anh em mình đây. Đấy đây là con chóa Xside đời 2018 các bạn nhá. Thì mới là chân bóng H4, còn những anh em mà đi Winner này hoặc là đi XM155 này, những con xe mạch led ấy không lắp được đâu, chỉ có chân bóng H4 mới lắp được thôi. Thế các bạn lưu ý giúp mình là anh em mình đây ạ. Đây nha các bạn nhìn này, đây quay như này. Một cái pha cái bóng đèn này thì anh em biết đến cách lĩnh review rồi, anh em tháo cái phần lõi kính ra anh em lắp vào. Anh em ngửa như thế này. Đấy, anh em đút vào. Có gì đâu, dễ không ấy. Đó là xong rồi. Nhưng mà ở cái phần này anh em mình ạ, các bạn hay bảo là bị lệch đúng không các bạn? Anh em nhìn này, lĩnh xoay này, đây xoay đây, anh em xoay sang phải. Xin chào tháng 4 và chào đón những sản phẩm mới gửi đến cho anh em mình ở trên video Lê Lĩnh Vlog của mình. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Lê Lĩnh Vlog của Lĩnh. Ngày hôm nay Lĩnh giới thiệu đến cho anh em mình hai dòng sản phẩm mới quen thuộc anh em mình rồi, nhưng giá giảm đến khoảng tầm 100.000 một sản phẩm của tháng 4 của năm 2023. Cùng với đó là một cái ánh sáng test lại xem cái ánh sáng mà được giảm khoảng 100.000 một sản phẩm thì nó có được tốt và được sáng như những cái dòng sản phẩm mà trước kia Lĩnh bán về cho anh em mình từ trong những năm mà Trung Quốc nó còn đang bị gọi là không được thông thương đấy các bạn. Thì bây giờ mở cửa rồi thì giá thành nó giảm là giảm ở cái phần chi phí vận chuyển các bạn nhá. Còn về cái phần chất lượng gửi cho anh em mình thì vẫn có ở trong video hoàn thiện ở ngày hôm nay. Sản phẩm mà trên tay đang cầm đây là siêu phẩm bi cầu mini T2Line, sáng nhất trong những phân khúc bi cầu mini mà hiện tại Lĩnh đang bán độc quyền ở trong cái tháng 4 này. Thì tất cả các bạn sản phẩm các bạn cứ hỏi mua bất cứ ở đâu ở trên cái địa bàn Việt Nam này thì đố các bạn mua được cái sản phẩm bi cầu mini T2Line mà lô tháng 4 các bạn nhá. Nói thì phải có sách mà mách thì phải có chứng đúng không anh em. Mình sẽ lên cho anh em một cái sản phẩm bi cầu mini T2Line tháng 4 của anh em mình đây ạ. Các bạn nhìn thật rõ và khắc laser ở trên phần kính phản xạ. Ok cho các bạn, lum kính tím. Đó, cốt 55W, pha 65W gửi đến cho anh em mình ở video tối nay test tiếp tục con sản phẩm này. Được giá chính sản phẩm này là sẽ giá giảm xuống, bây giờ nó chỉ còn hơn 400.000 một bóng một chút xíu thôi. Ngày xưa thì hơn 500.000 một tí vì ngày xưa là Trung Quốc chưa thông thương. Vì Lĩnh cũng nói với các bạn luôn ạ, 100% led ở trên thị trường Việt Nam là 100% Trung Quốc sản xuất hết các bạn nhá, không có Đức, không có Nhật nào đâu ạ, nó chỉ là cái công nghệ thôi anh em mình nhá. Ok cho anh em. Và tiếp theo Lĩnh giới thiệu cho anh em mình lô tháng 4 ạ, bi cầu M10 Lite Smart, cũng lô tháng 4 luôn. Khỏi lo cho anh em mình bị thiệt khi anh em mình mua những sản phẩm mà nó tất từ năm 2022 đến giờ mà hiện tại có những các bạn mà còn chưa bán được hết một cái lô tháng 11 của năm 2022 cơ. Nhưng các bạn biết không ạ, quả bi này Lĩnh mới về luôn, lô tháng 4 luôn, cho anh em mình khỏi lo thiệt bảo hành các bạn nhá. Bi cầu M10 Lite Smart lô tháng 4, anh em nhìn rõ giúp Lĩnh được chưa ạ. Chip LED ORAM 65W. Video Lĩnh review em này cũng rất là nhiều sản phẩm ở trên rồi, nhưng mà Lĩnh muốn nói với anh em mình là mua hàng bên Lĩnh không bị thiệt tháng đâu anh em ạ, khỏi lo. Thực ra là hôm nay mới quay video này vào 29 tháng 3 thôi, nhưng mà phải hơn tháng 4 thì mới úp ở trên YouTube cơ các bạn ơi. Ngoài ra đây ạ, tiếp tục ạ, các bạn có thể nhìn chi tiết ra vào đi ạ, chi tiết đi ạ. Đó, đây là hai ba sản phẩm cấu hình bi cầu Winix và bi cầu Wazerix. Tiếp theo là có bi cầu chóa cốt của XI155, nhưng mà không phải M10 Lite Smart, mà đây các bạn ấy lựa chọn cho Lĩnh là những con cấu hình bi cầu. Đấy, Lĩnh rút thử cho các bạn một sản phẩm ra để xem các bạn có nhận ra không các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy lung kính ạ, Kenzo S600 đấy các bạn nhé, bi cầu Kenzo S600 đấy anh em mình ơi, hàng cao cấp đẳng cấp của em trai. Con này là về Long An, cảm ơn em trai Long An đã ủng hộ. Con này thì về Hải Dương, ok chưa anh em, Hải Dương. Và con này thì về Bắc Giang, cảm ơn những anh em ở các tỉnh thành đã ủng hộ Lĩnh. Và sản phẩm của con bi cầu cao cấp nhất mà Lĩnh muốn review chi tiết của anh em ngày hôm nay là con bi cầu Kenzo S600 lên cho chóa của Winix. Thì Lĩnh sẽ tắt điện đi cho các bạn nhé, sẽ tắt điện đi cho các bạn để cho anh em mình nhìn chi tiết là bên cách bên mình làm đây. Ok chưa cả nhà.
Đó, phần Audi i8 này, mắt quỷ sử dụng là Audi A11 Pro và đằng sau của em nó đây. Ok chưa? Đó, đằng sau của em nó đây. Và bây giờ mình sẽ kết nối lại để test thử cho anh em mình các bạn nha. Tất cả bên mình làm sẵn jack cốt về lắp như zin ở trên cái bộ mạch này. Ở trên cái bộ mạch này thì các bạn có thể là tắt mở ở trên cùng một công tắc luôn. Đây, anh em muốn tắt được cả đờ mi đi cũng có này các bạn này. Tắt đờ mi đi các bạn nhé. Anh em kích đúp 2 lần là tắt được đờ mi. Ok chưa cả nhà? Anh em kích đúp 2 lần thì bật được cái bộ đờ mi lên. Và bây giờ mình sẽ kết nối lại cho anh em mình cả cái phần trên điện thoại nữa để cho anh em mình tham khảo các bạn nhé. Đó, thì về cái phần mắt quỷ này thì các bạn có thể đổi màu theo ý muốn của anh em mình. Anh em thích màu gì anh em đổi trên app. Xanh băng này, đấy, xanh dương này và màu đỏ này. Còn bộ đờ mi này thì các bạn cũng kết nối ở trên điện thoại các bạn nhé. Đó, các anh em kết nối trên điện thoại cái bộ đờ mi i8 này. Dù với mức giá bình dân hay là cao cấp thì quan trọng nhất vẫn là được anh em ủng hộ thì vẫn là vui nhất rồi các bạn. Trên tay Lý đang cầm là dòng sản phẩm bi cầu M10 Light Smart thì sử dụng cho những anh em mình thích giá trung bình, học sinh, sinh viên các bạn nhé. Với cấu hình cũng không hề kém đâu, 65W và bảo hành cho anh em mình cũng vẫn là 2 năm giống như con bi cầu Kenzo hàng đẳng cấp này thì Lý cũng đã chia sẻ cho anh em mình rồi. Một cái sản phẩm hoàn thiện như thế này mà công ty làm lệch chán thật sự luôn. Nét thế này mà công ty làm lệch mà lắp nó lại không được chuẩn, không được cân sáng. Nhưng thật sự không phải công ty làm lệch đâu, mà là do các bạn chưa nghiên cứu kỹ, chưa biết cách lắp về con bi cầu mini T2 Line này. Vì anh em biết đến không ạ? Vì từ cái bản tháng 2 của năm 2023 thì công ty đã fix chỉnh lệch hoàn toàn trên cái con bi cầu T2 Line này rồi. Nhưng mà anh em về anh em không biết lắp thì hôm nay Lĩnh sẽ hướng dẫn các bạn lắp chi tiết và hướng dẫn các bạn làm sao mà để lắp chuẩn nhất, không bị lệch các bạn nhá. Thì anh em mình lưu ý lùi sát vào đây ạ. Đó, thì toàn bộ những cái chân này ạ, những cái chân này công ty đã mài nhỏ đi rồi để cho anh em mình xoay. Đây em có thể nhìn thấy cái chân này nó mài nhỏ như này rồi để cho anh em mình xoay. Thì từ cái lô tháng 2 Lĩnh cũng đã hướng dẫn các bạn ở trên top rồi, nhưng mà anh em trên YouTube thì cũng không xem, không chịu xem hết video, anh em hay bị tua đúng không các bạn. Thì bây giờ Lĩnh sẽ hướng dẫn các bạn lắp chi tiết các bạn nhá. Và còn có một số bạn lại bảo là anh ơi, cái con này không lắp được vào trong chóa như zin mà phải khoét chóa. Làm sao có chuyện đấy? Lắp như zin đây các bạn đây, chân bóng H4 anh em nhìn thấy rõ chưa? Đây chân bóng H4 của anh em mình đây. Đấy, đây là con chóa Xider 2018 các bạn nhá. Thì mới là chân bóng H4. Còn những anh em mà đi Winner này hoặc là đi xe 155 này, những con xe mạch LED ấy không lắp được đâu, chỉ có chân bóng H4 mới lắp được thôi. Thế các bạn lưu ý giúp mình là anh em mình đây ạ. Đây cho các bạn nhìn này, đây qua như này. Một cái pha cái bóng đèn này thì anh em biết đến cách Lĩnh review rồi, anh em tháo cái phần lõi kính ra, anh em lắp vào, anh em ngửa như này. Đấy, anh em đút vào. Có gì đâu, dễ không ấy. Đó là xong rồi. Nhưng mà ở cái phần này anh em mình ạ, các bạn hay bảo là bị lệch đúng không các bạn? Anh em nhìn này, Lĩnh xoay này, đây xoay đây, anh em xoay sang phải thì nó sẽ bị lệch, nhưng mà anh em xoay hết sang bên trái như này, xoay hết sang bên trái như này, đấy anh em nhìn thấy cái độ hở của nó không, như này anh em xoay hết sang bên trái này, sau đó anh em mới cài cái lẫy sắt này vào. Đấy, anh em mới cài cái lẫy sắt này vào các bạn nhé. Nhớ giúp Lĩnh là xoay sang bên trái. Và ở đây ạ, anh em lưu ý giúp mình này, cái con ốc này, con ốc tăng chỉnh pha, nếu như mà năm 2022 ấy, các bạn tháng 10 ấy, thì các bạn mới cần dùng cái con ốc này. Còn con 2023 các bạn tháo ra. Đây các bạn tháo con ốc này ra. Và các bạn biết như thế nào, tháo con ốc này ra. Cho mồm nhai. Đó, nhai nhá, tức là vứt đi, không cần dùng đến con ốc nhỏ nhỏ nữa các bạn nhá. Đó, vứt đi. Xong, các bạn chỉ được lắp bóng vào là dùng thôi. Ok chưa anh em, sáng gấp 5 gấp 6 lần. Đó là cách mà Lĩnh vừa hướng dẫn các bạn, là cái bản đã được fix lỗi mà nó là cái bản chất nhất ở trên cái mẫu 2023 T2 Line. Và bây giờ Lĩnh test ánh sáng cho các bạn nhé các bạn ơi. Video này giải quyết tất tần tật những anh em mà hay thắc mắc hoặc là đang do dự là nên lựa chọn những con bi mini nào. Ngày hôm nay thì Lĩnh xin giới thiệu cho anh em mình con bi cầu T2 Line bản tháng 4 của năm 2023. Nếu như nó chỉ rẻ được hơn khoảng 100.000 so với lô đầu tiên của tháng 10 của năm 2022 thì hôm nay Lĩnh test cho anh em mình ánh sáng xem nó còn giữ nguyên vẹn không. Và cái thứ hai nữa, hay hơn một chút nữa là anh em đang do dự so sánh bi mini và bi cầu to thì hôm nay Lĩnh có một video hoàn thiện để cho anh em mình. Từ trước nay Lĩnh khẳng định với các bạn luôn, vì như cái video tháng 10 của năm 2022 Lĩnh nói là con bi cầu này nó sáng ngang tầm với lại bi cầu to, tức là con bi cầu titan, thì Lĩnh đang lắp ở trên đây con bi cầu titan, lắp ở trên con chóa cốt của size 155 các bạn nhá. Nhìn bi to 3.0 đúng không ạ? Và các bạn có thể di chuyển sang đây để xem con bi cầu mà Lĩnh test cho các bạn là con bi mini T2 Line. Đấy anh em nhìn rõ nha. Đó, không anh em lại bảo là Lĩnh test bi to. Đó, được chưa các bạn?
Và đây hộp bi cầu mini T2Line của anh em mình ngày hôm nay Linh chia sẻ đến cho anh em mình này. Ở trên video này là mẫu tháng 4 của năm 2023 và tất cả mọi thứ đã được review chi tiết ở trong video rồi, lum kính tím. Cốt 55W, pha 65W, bóng bảo hành 1 năm và giá của em nó là chỉ hơn 400.000 đồng một bóng các bạn nhá. Không để anh em chờ đợi lâu nữa, bây giờ Linh sẽ lên cho anh em mình con siêu phẩm T2Line mẫu tháng 4 năm 2023 gửi cho anh em mình ạ. Phiên bản chuẩn nhất, không cần phải căn chỉnh lệch hay như nào nữa thì cũng đã hướng dẫn và giải thích đến cho anh em mình rồi. Và đây là ánh sáng cốt của em nó, 55W. Với một ánh sáng cốt nhiệt màu 6000K, rất là sáng, gửi đến cho các bạn đây. Và anh em cũng đang dùng sản phẩm của bên Linh rồi, để anh em mình comment xuống phần bình luận giúp Linh các bạn nha. Và Linh sẽ lên pha cho các bạn này. Ok cho anh em, pha cốt rõ ràng. Với con này pha gom tại tâm và nó rất là rộng các bạn nha, rất rộng này, pha rất rộng. Đó, đó là bi cầu mini. Ok cho anh em, đây xuống cốt này, đường cốt và đường pha, lên pha xuống cốt rõ ràng. Ok chưa cả nhà? Đó, đó là cái ánh sáng pha cốt. Thì camera có thể lên xuống để cho các bạn nhìn từng góc, có thể di chuyển sang trái sang phải để cho anh em mình toàn diện. Vì là mình cũng nói với các bạn luôn, ánh sáng thì nó phụ thuộc vào cái góc nhìn của anh em mình. Nếu như các bạn nhìn từ bên kia về thì ánh sáng nó sẽ không hoàn diện. Đó, thì đây là cái mà góc camera có thể xoay trái xoay phải và để cho các bạn nhìn toàn diện hơn. Đó, sau đó thì Linh sẽ hướng dẫn và test đến cho anh em mình. Được chưa các bạn? Đó, đây Linh xoay cho anh em này. Đó, xoay cho anh em đây. Và Linh tiếp tục, Linh sẽ dắt ra ngoài đường để cho anh em test cái độ rộng của em nó các bạn nhé. Với một cái con bi ánh sáng rộng đến khoảng tầm 18-20m. Được chưa các bạn? Đây, các bạn có thể nhìn ra đây. Nào, một con đường rất là rộng như này, anh em đã trải nghiệm đủ chưa? Nó quá rộng luôn. Dựng chân đóng giữa cho anh em mình nhé. Ok chưa cả nhà? Một con đường này, cái đường này nó phải rơi vào mười mấy mét rồi. Thì với cái khúc mà nó rộng đến từ 18-20m thì đảm bảo cho anh em mình rồi. Mà kể cả ô tô đang đi qua này, ô tô 4 mắt đi qua, cả bi gầm nữa các bạn này. Đó. Ok cho anh em, đó là con ánh sáng. Và lên pha cho anh em mình đây, pha đây, cốt đây, rõ ràng chưa các bạn? Nếu như các bạn mà có đang do dự về những con bi cầu mini ấy, thì anh em mình không còn chơi được con nào tốt hơn được con T2Line này nữa đâu anh em. Và bây giờ Linh sẽ so sánh bi cầu Titan các bạn nhé. Video sẽ không cắt ghép, không chớp các bạn nha. Dù có dài thì anh em mình xem thật kỹ cho Linh, để Linh quay về Linh test cho anh em mình. Đã đủ phê chưa các bạn? Ok nhá. Đó là những cái chân thực nhất Linh muốn chia sẻ cho anh em mình. Đây là chóa cốt. Và bây giờ mình sẽ lên con bi cầu chóa cốt, bi cầu Titan cho anh em mình đây. Linh cũng xin chia sẻ với các bạn, với một con bi hơn 400.000, với một con bi hơn 2 triệu, thực sự là nó so sánh nó rất là khập khiễng. Nhưng Linh nói là nó sáng ngang bằng với lại con bi cầu Titan này. Vì con bi cầu Titan này, cốt của em nó mới chỉ có là 55W thôi. Được chưa anh em? Và anh em có thể nhìn cốt của con chóa cốt của con bi mini cũng 55W. Các bạn nhìn cái độ sáng. Đây, mình di chuyển ra sau cam để cho cam quay về cái độ sáng, các bạn nhìn thấy không ạ? Con nào các bạn nhìn chân thực đi ạ? Con nào sáng hơn ạ? Có phải con bi cầu mini T2Line nó sáng hơn đây không ạ? Ok chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Có phải không ạ? Mặc dù nó mới chỉ có hơn 400 ngàn một bóng thôi, so sánh với con tiền triệu, thì các bạn cảm giác như thế nào thì anh em comment xuống phần bình luận. Nhớ đánh giá chân thực các bạn nhé. Video không có cắt, không có ghép gì hết, để cho anh em mình trải nghiệm thực tế. Với hơn 400 ngàn các bạn bỏ ra, phù hợp với túi tiền học sinh sinh viên lắp được cho chân bóng H4, thì tội gì các bạn không chơi ạ? Ok chưa các bạn? Các bạn cứ đi một shop khác, các bạn bảo các họ so sánh những con bi cầu vài triệu với con bi cầu mini thì họ chửi ở mặt các bạn luôn. Thật sự thế luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, và video của bên Linh cũng hoàn thiện ở đây. Và có bất cứ thắc mắc gì anh em muốn Linh làm thì anh em mình nhớ đóng góp xuống phần bình luận để bên mình thực hiện các bạn nhé. Và nhớ mua bóng để ủng hộ Linh các bạn nha. Bi mini bảo hành 1 năm và bi cầu to thì bên mình có rất nhiều dòng. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye anh em.